chọn công cụ gì đúng không? thì ở đây cũng có khá là nhiều bạn quan tâm đến cái phần đó. giống như nãy mình nói rồi á, thì nếu mà công ty mình đang có làm dự án về ô tô hoặc là có team về ô tô rồi á thì mình nên hỏi các bạn trong team đó xem họ đang sử dụng cái gì và mình mình sẽ sử dụng tương tự. đó để phát huy những cái lợi thế và mình có thể là hỏi nó dễ dàng hơn. còn nếu mà bạn nào mà chưa biết uh, nên bắt đầu từ tool nào á thì uh, mình nghĩ luôn là nên chọn những cái tool phổ biến. Đó, ví dụ như là học về uh, uh, auto cho API đi thì cứ chọn Postman đó. Rồi Postman uh, là nó phổ biến nhất đúng không? Đó cứ, cứ bắt đầu từ đó. Uh, còn nếu mà muốn auto cho web đó thì cứ chọn Selenium. Đó hoặc là À, ví dụ như là tool uh, catalon cũng là một tool nó dễ để tiếp cận đó um, thì đó là một số uh, số cái cái lý do mà mình uh, mình có thể là chọn nhanh được á uh, là mình nên mình nên chọn những cái tool mà nó nó phổ biến để mà mình có nhiều cái tài liệu mà mình học uh, với lại á, uh, um, nhiều bạn mình thấy là nhiều bạn á hay hay bị đắn đo trong cái bước là mình chọn cái công cụ nhưng mà cái bước đó thì mình không nên quá đắn đo ha. Do là trong tương lai á nếu mà mình làm một cái người là automation tester đi. Đúng không? Thì thường á là mình cũng không phải là mình làm một tool đâu, mình làm rất là nhiều công cụ khác nhau. Đó, tùy vào từng công ty nè, rồi tùy vào từng dự án. Ví dụ như là mình vào một công ty họ dùng Selenium thì mình cũng phải dùng Selenium. Mình vào một công ty họ dùng Catalon thì mình cũng dùng Catalon mình vào vào công ty họ dùng robot framework hoặc là dùng test complete đó thì mình cũng phải dùng những cái tool mà công ty yêu cầu à, còn về ngôn ngữ cũng tương tự ví dụ như là dự án đó công ty đó họ đang dùng Python thì mình cũng sẽ phải làm với Python đúng không chứ không thể nói nữa. mà mình chỉ làm Java thôi còn dự án làm Python thì mình không làm được hoặc là mình không làm thì không đúng đó nên À, về cái cái suy nghĩ ban đầu á, thì mình phải định hướng được như vậy tức là à, cái việc mà mình làm auto thì nó sẽ không có phụ thuộc vào cố định một cái tool hoặc là một cái ngôn ngữ nào cả đó. và trong tương lai á, thì mình à, có thể là mình phải làm à, rất là nhiều cái tool khác nhau hoặc là rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau đó nên à, nếu mà trong thời gian đầu mà mình bắt đầu học á, thì cứ chọn một cái gì đó nó phổ biến nhất để mình dễ tiếp cận thôi à, và lâu dài thì bắt buộc ở mình cũng sẽ phải học một cái gì đó mới chứ không phải là Uh, sự nghiệp của mình mình chỉ học đúng một tuần đó nên cũng không có cần phải cân nhắc uh, quá nhiều giai đoạn này uh, và cái việc mà uh, cân nhắc uh, quá lâu uh, nó cũng sẽ làm cho mình nó uh, là khó ra quyết định đó, tại vì uh, Sang cũng biết uh, là có nhiều bạn uh, cân nhắc vài tháng có thể là cả năm rồi nhưng mà vẫn chưa bắt đầu và khi mà hỏi lại uh, thì các bạn vẫn đang bị uh, uh, rối chỗ cái bữa bước bước uh, là chọn tuân gì và ngôn ngữ gì đó, và vẫn chưa bắt đầu. Đó thì như vậy là cũng cũng sẽ bị chậm. Thế nên cái cái mà mà sao muốn chia sẻ ở đây á là khi mà mình mới bắt đầu uh, chọn cái công cụ để học á thì có thể là um, chọn một số cái công cụ mà hiện tại Việt Nam nè uh, hay sử dụng nhiều. và một số của tôi mà mọi người hay sử dụng nhiều để mình uh, dễ tìm những cái tài liệu để mình học. Đó, rồi uh, À, trong cái thời gian mình học á thì mình cũng sẽ có thêm cái kiến thức về automation test nói chung và trong tương lai thì mình sẽ học thêm nhiều cái công cụ khác nữa